Dạ, thế là anh có mấy mối tình hả? Cái anh này là tôi thắc mắc lắm nha. Từ nhỏ đến lớn giờ thì em chưa có mối tình nào cả. Dạ. Gái đẹp thì có bồ ở trên nè. Còn gái xấu nhiều khi mình không để ý tới. Mời bạn Nam. Wow. Gì vậy, gì vậy? Dễ thương, dễ thương. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ hai người an tọa rồi ha. Anh có thể giới thiệu sơ lược về lý lịch trích ngang của anh. Dạ, kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể các quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên Ngô Thanh Hải. Dạ, 36 tuổi. Dạ. Ai cũng cười trời. Gì mà giới thiệu mà dưới mọi người cười dữ vậy? Cười trời á. Thấy mình cũng không theo nữa. Gia đình cũng là con út. Dạ. Nhà em ở đầu Amata, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa. Em đang kinh doanh pizza. Dạ. Dễ thương. Rồi mời bạn gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Hồng Phan, năm nay em 33 tuổi, hiện là điều dưỡng của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 11. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố chị. Trước giờ bạn có được mối tình nào chưa? Dạ có một rồi chị. À tuổi này là người ta là cũng có con bồng con bế rồi đó. Dạ đúng chị. À mà mối tình của bạn chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng khoảng 2 năm rưỡi rồi chị. Mình đã thật sự muốn lấy chồng chưa? Dạ rồi chị. Dạ rồi ha. Dạ. 33 tuổi là lấy chồng là được rồi đó. Dạ. À bên kia người ta có một mối tình anh. Dạ. Còn anh dạ xin phép là anh có mấy mối tình ạ? Dạ, cái anh này là tôi thắc mắc lắm nha. Từ nhỏ đến lớn giờ thì em chưa có mối tình nào cả. Yeah. Nói chung là cuộc sống cũng khó khăn. Đâm ra là em lao vào lo làm không à. Chưa có mối tình nào hết. Vâng. Còn... có để ý ai chưa? Để ý thì em để ý nhiều lắm anh Quỳnh. Yeah. Để ý nhiều lắm hả? Vâng. Như vậy là mình hình như chưa có duyên thì phải. Vâng vâng. Với cái là em cũng hơi nhát nhát á. Đâm ra là khi mà thích người này người kia thì em thầm để trong bụng không à? Em không có dám nói. Thích là để trong bụng hả? Sợ cái gì mà không dám nói. Con gái đẹp thì có bồ ở trên nè. Còn gái xấu nhiều khi mình không để ý tới. À đúng rồi. Thôi chứ mình đừng nghĩ xấu đẹp gì đây. Quan trọng là cái tâm hồn và nó hợp tính nhau hay không thôi. Cái người bạn đời của anh phải như thế nào? Thứ nhất á, gần nhà thì nó tiện với cái việc qua lại. Gần nhưng mà khoảng chừng 5-70 cây, nghĩa là em chạy qua chạy lại được. Để mình còn biết nhau rồi. Có gây lộn cái lộn gì còn chạy về bên nội bên ngoại nó còn dễ, nó tiện hơn. Không, cái này là em tính với cờ xa. Dạ, chứ còn gì nữa? Sống thì phải có tình có nghĩa một chút. Dạ. Trang điểm đừng có lòe loẹt quá. Rồi cao thấp mình cứ cỡ 1.5 đổ lên là được rồi. Dạ. Vâng. Anh có hình tượng nào mà anh yêu mến mà thần tượng xưa giờ không? Chị Cát Tường cũng là một người đẹp. Rồi. Cảm ơn bạn nha. Không biết sao mà nãy giờ thấy bạn nói câu nào với vỗ tay rần rần. Là muốn tò mò quá. Nhưng mà để tôi phải hỏi chuyện bạn nữ tôi vài câu rồi tôi qua tôi nhìn mặt bạn nha. Dạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì là biết nấu ăn. Những cái việc dọn dẹp nhà cửa là do em thích làm hết. Là do em làm được hết. Biết quan tâm, chia sẻ. Còn điểm yếu của em là em hay quên. Nhiều khi là chuyện vặt em cũng hay quên. Rồi em sống rất là quy tắc. Quy tắc là sao? Ví dụ? Đề ra một cái chương trình gì đó hoặc là cái công việc gì đó em phải làm đúng cái quy tắc đó. Dạ, chứ em không có làm khác được. Có nghĩa là việc theo kế hoạch. Dạ, cụ thể. Bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là chắc phải 1 năm nữa chị. 1 năm ha? Dạ, đúng rồi. Mình muốn một người bạn trai như thế nào? Là có đạo. Anh có đạo không anh? Có đạo không anh? Có. Có. Rồi. Được. Tiếp. Thứ hai nữa là chín chắn. Thứ ba nữa là biết vun vén cho gia đình, quan tâm, chia sẻ và chung thủy chị. Nhất là không có bạo lực trong gia đình. Cái điều này mình không thích ở người bạn trai là hút thuốc, cờ bạc. Có cờ bạc không? Có mà tèo tèo. Có tèo tèo. Có gì nữa không? Quan tâm tới cuộc sống bên ngoài mà như quên là đua đòi với bạn bè ấy chị. Lo cho ở bên ngoài nhiều hơn cho gia đình. Dạ. Về ngoại hình? Cao trên 1m65 là được chị. Bây giờ ý kiến mình đó vậy. Ví dụ gì mà cười quá vậy? Anh thấy đáp ứng nhu cầu được không? Những cái nhu cầu đó hầu như là em là có. Có hết. Cơ bạc? Em thì cũng có nhưng mà ít lắm. Nghĩa là nhiều khi bạn bè rủ chơi, ví dụ 1 tiếng hay nửa tiếng chơi rồi bồn vậy thì em vẫn chơi. Ủa sao nãy mọi người cười dữ vậy? Ủa? Cái chuyện ta tự nhiên mà hỏi chi vậy? Ủa mà ra hỏi nữa nè, có bạo hành gia đình không? Chắc em không có đâu, cái đó là em thương vợ thương con lắm. Em là một người sống có tình có nghĩa, thích giúp đỡ người khác. Đâm ra là em cũng bị hại nhiều lắm chị. Ủa tin người lắm hả?
cứ thấy nghèo khổ thì có thể em giúp đỡ. Mới nói với anh Linh nè, bữa giờ chị Tường làm ăn khó khăn quá trời luôn, lỗ quá trời lỗ luôn. Anh có dư tiền không cho không? Cái đó nếu mà trong cái khả năng của em thì cũng có thể. Thiệt luôn á hả? Vâng. Anh tuổi con gì? Em hả? Khỉ. Khỉ mà tưởng lăng quăng chứ. Được rồi. Dạ, ngồi xuống, ngồi xuống. Thế Tường, dễ thương lắm à. Anh cao mét mấy? Dạ, anh cao mét 64 này nè. À. Lựa màu cũng được quá ha. Cũng nổi lắm. Tin mà. Tin hả? Vâng. Định bao lâu nữa thì có thể tiến tới hôn nhân được? Cha mẹ thì cũng hối nhiều lắm. Nếu mà hợp thì càng nhanh càng tốt. Một năm được không? Chắc em nghĩ được. Cũng hơi ái ngại, khỉ khỏi. Hơi ái ngại. À, hài hước, dễ thương, vui tính. Lắm tôi ngồi không vậy, chị có coi phim đó không? Đâu khỉ mà chị, tôi ngồi không à. Dễ thương. Anh ở Đồng Nai hả anh? Vâng, em ở Đồng Nai chị. Mình về Đồng Nai làm dâu được không? Nếu mà anh thu xếp cho em công việc ổn định trên đó em sẵn sàng chị. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một người bạn thân. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em là bạn thân của Hải. Thân cỡ nào anh? Thì từ nhỏ đến giờ là. Vậy là anh cũng thân luôn đó ha anh. Dạ. À, anh thấy chị này sao? Như hai bạn chia sẻ lúc nãy thì em thấy có nhiều điểm hợp với nhau. Và với cái tuổi này thì em nghĩ lập gia đình thì nó chững chắn hơn, nó suy nghĩ kỹ càng hơn. Bạn nữ hôm nay có đi với ai theo ủng hộ mình không? Có đi với là một bé trong cơ quan chị. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi em nhận xét như thế nào về anh thân và bệnh bệnh? Em thấy anh cũng vui vẻ, hài hước, có sự thật thà. Mà anh cho em hỏi nha, anh hài hước vậy anh có hay chọc ghẹo người khác không? Sống với nhau gần nhau á thì anh chọc ghẹo vui thì hầu như là nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về nam nữ á thì anh cũng tế nhị lắm, anh không có dám bua xua. Chỉ nói vậy thôi. Có giới hạn đúng không? Vâng, vâng. Tại vì chị em á có khuyết điểm á là hay mắc cỡ, cho nên nếu sau này mà hai người có tìm hiểu nhau á thì đừng có chọc nhiều tội nghiệp á. Không, cái đó là anh muốn tạo niềm vui cho cái người bạn của anh. Thì anh ở Đồng Nai á, công việc của anh có thể thu xếp trong khoảng cuối tuần á để chạy lên Sài Gòn trong thời gian tìm hiểu nhau nếu hai nói người. Nói chung là hiện bây giờ từ Đồng Nai mà lên Sài Gòn á thì một tuần bình khoảng chừng 2-3 lần. Khi mà mình có một người bạn gái á thì mình muốn chăm lo cho cái người bạn gái mình đi xa hơn nữa, buộc phải hy sinh thêm một tí nữa, có thể một tuần lên 4-5 lần. Wow, được. Thôi ở luôn đi. Không, chắc là tại vì cái sự nghiệp mà là ở dưới Đồng Nai. À, rồi được rồi, đến qua anh coi mắt bên kia thế nào ha. Gái này nãy giờ người ta đứng hình luôn rồi. Thông báo cho. Ồ, dễ thương quá. Anh này có vui vẻ, dễ tính lắm. Dạ. Yeah. Có đạo thì rất là tốt, tại vì em muốn một người có đạo. Nói chung là hiền lành rồi, thì cũng hơi nhút nhát. Tại ngồi đây đây có Quỳnh Linh, không có ai chắc cũng nhút nhát lắm anh hả? Thôi, hai bên gặp nhau ha. Phải sẵn sàng. Kéo màn lên. Thôi, hả? Rồi, chuẩn bị. Mời anh, quay qua kia. Chào anh. Chào bạn. Anh có gấu gửi tặng em. Dạ, rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ, cũng được. Nhìn mặt thì rất là hiền. Tính anh cũng vui vẻ hoạt bát lắm. Dạ. Nói chung là trong cái vấn đề kinh doanh mà mình phải vui vẻ hoạt bát thì nó sẽ có khác. Dạ. Chứ nếu mà mình mà cứ buồn thì nó không hợp lệ lắm. Dạ. Thì em cũng thích là một người là cũng vui vẻ, nhưng mà mình đừng có đùa giỡn quá trớn. Nhiều khi người ngoài người ta đánh giá không tốt. Sau này ví dụ như lấy nhau về, anh nghĩ sao về bữa cơm tối của gia đình? Trong một ngày mình làm nó sẽ có mệt nhọc, khi mình về mình ăn cơm tối với gia đình nó sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc đó hơn là khi mà mình ăn lang bang ngoài. Tại vì công việc của em thì làm buổi sáng, chiều em mới về. Nhiều khi em muốn là gia đình sẽ có một bữa cơm tối, chỉ sợ người đó là bận rộn, không ví dụ như là vợ con đang đợi ở nhà đó, đang đợi ăn cơm, mà chồng thì lo bạn bè hoặc là lo có cái cuộc vui chớn gì ở ngoài đó, rồi nhiều khi là dẫn tới cái nguy hiểm, tai nạn nữa. Anh cảm nhận được là cái em nói, nhưng mà cái công việc á thì nó chỉ có cái mức độ thôi, còn cái gia đình á là một cái trụ cột của gia đình mình. Thành ra là mình phải vun sới lên để cho nó được dài lâu hơn. Anh chỉ nói vậy thôi. Em cũng nghĩ như vậy. Rồi kế hoạch phát triển kinh tế, sinh con cái thế nào? Hai bên phải hợp tác mới được. Chứ còn bây giờ nhờ một bên tiến bên lui thì cũng bó tay. Dạ. Sao tính sanh mấy đứa? Là em tôn trọng bạn chơi của em ngày hôm nay thì chơi gì bạn nào chơi. Em tôn trọng người ta, nghĩa là cho tự quyết định, miễn là con của mình được rồi. Còn nam hay nữ thì hai ba người gì cũng không quan trọng. Ta tiến anh lui sao ta quyết định được?
Không, em thì nãy giờ em nói là ý là em tiến rồi đó. Vâng, vâng. Giờ anh hát bài tỏ tình cho cổ nghe sao để cổ tiến lên luôn đi. Thôi giờ có mặt ở đây thì em xin đứng lại. Đến một cái điệp khúc bài của Đức Huy và con tim đã vui trở lại. Rồi, nhìn cô gái ấy hát đứng sát bên luôn, tiến tới tiến lui. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Dạ, có gì không ạ? Vào để tay mình nút bấm đi anh. Nhanh nè, một. Em bấm luôn rồi. Rồi. Hai. Ba. Tao bấm mà không dặn dặn. Bấm luôn rồi. Chung cũng muốn vợ lắm rồi đúng không? Hai người nắm tay. Không, hai người rất dễ thương ha. Mong rằng hai người sẽ có tình vui sớm như tôi. Đây là những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có một không gian và có thời gian thật lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn. Ha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay. Đây đây còn con gấu nữa nè. Nắm chặt tay nhau nhé. Em chưa có bạn trai, chắc là duyên chưa tới tuần. Trong công việc thì mình nguyên tắc quá, hầu như là những cái bàn gần mình là bạn thấy mình là chạy không theo, không có dám lại gần. À. Trời, dễ thương quá. Hy vọng xuống Đồng Nai đám cưới nha. Nghi cặp này là có tin sớm nè. Vui vui. Chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai để xem tin vui giống như cặp đầu không nha. Hả màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Quang Linh, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh. Hiện tại là đang là quản lý dịch vụ khách hàng tại Lotte Mart quận 7 ạ. Rồi, chào bạn, bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là kế toán của một công ty dược. À, mình làm công việc này được bao lâu rồi? Dạ, em làm được khoảng hơn một năm rồi ạ. Giới thiệu về mình một chút, mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Em là một người rất là lạc quan, vui vẻ và hòa đồng. Em rất thích một câu nói là cuộc sống thật ra tươi đẹp lắm. Nếu như không thì chỉ là do bạn nhìn sai cách mà thôi. Tại sao bạn lại chưa có bạn trai? Ai cũng hỏi em như vậy hết. Em chưa có bạn trai, chắc là duyên chưa tới Tường à. Từ trước giờ đã có mối tình nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn? 24 tuổi, chưa một mối tình nào. À, còn bạn? Một người phải nói cũng rất là lanh lẹ, quản lý trong một cơ quan cũng khá lớn luôn. Ngày nào cũng ra vào biết bao nhiêu người đẹp như vậy. Dạ. Sao mà chưa tìm cho mình được ý trung nhân? Trong công việc thì mình nguyên tắc quá, khó tính. Đòi hỏi mọi người phải là thực hiện đúng cái nội quy đó chứ không được phép là sai. Chỉ chính vì vậy mà hầu như là những cái bàn mà gần mình là toàn thấy mình là chạy không thêm thôi. Sợ quá chạy luôn chứ không có dám lại gần. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình, dài nhất là gần 4 năm. Gần 4 năm thì là dài lắm đấy. Dạ. Nhưng lý do tại sao phải chia tay bạn? Bởi vì bạn nữ ra Hà Nội xa mặt chắc là cách lòng nên bạn nữ có cái ý trung nhân nào khác đó gì nên là bạn ấy chia tay mình. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh làm lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2015. Tức là mới vào đây thôi. Dạ, vâng ạ. Bây giờ bạn muốn lập nghiệp ở đây hay là đưa bạn gái về Hà Tĩnh rồi làm dâu ở Hà Tĩnh? Thì em nghĩ là với cái công việc hiện tại của em thì em phải ở đây chứ không về Hà Tĩnh thì không thể làm được gì được. Ủa sao giật mình dữ vậy em? Dạ, bởi vì hiện tại thì em làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà nhà em thì cũng ở dưới thành phố Vũng Tàu á. Dạ. Mà về Hà Tĩnh thì chắc sao quá. Nhiều đó là nhầm nhò gì, yêu nhau mấy đứa cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà em. Dạ, khi nào yêu đến mức đó thì chắc được. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Trước tiên là em rất thích người có trách nhiệm ạ. Em không thích những người mà không có trách nhiệm với bản thân mình, với công việc cũng như trong cuộc sống. Làm việc nửa vời á. Đã nói là làm, còn nếu không thì thôi đừng có nói. Em còn trẻ mà có vẻ người hơi cứng nhắc trong mọi thứ ha. Lúc em có thói quen gì không, hay lúc mà em buồn, hay là có sở thích của em là cái gì? Sở thích của em là em hay nghe nhạc. Nghe nhạc nhiều chắc là hát cũng hay lắm đúng không? Hay hát tặng mọi người một bản. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà góc vui thì em hát một đoạn. Rồi. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Chết rồi. Chết rồi. Không sao, không sao, không sao. Vô mình vô điệp khúc luôn đi. Dạ.
nhé anh. Yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Bạn Nam. Rồi sao bạn Nam? Anh đã đi muôn nơi, vẫn nhớ về quê em Hà Tĩnh. Một miền quê xao xuyến ân tình. Anh đã đi muôn nơi, chiều nay về tắm màn rong lá. Biển thiên cầm xôn xao mùa nắng. Xin lỗi. Muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m57 trở lên là ok. Cũng đừng son phấn quá mức. Rồi thì sơn móng tay mà lòe loẹt quá. Cần phải có một sự chung thủy và chia sẻ công việc với nhau, tin tưởng lẫn nhau. Không thích gì người phụ nữ? Phụ nữ độc đoán. Rồi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì trong công việc thì rất là nhiệt tình. Đã nói là làm. Nói mà không làm thì em không làm. Chính vì vậy mà em rất là khó tính trong công việc. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì tất nhiên phải có để mà giao lưu. Còn về nhược điểm thì trong tình yêu hơi rụt rè một tí. Hơi rụt rè không sao. Nói tóm lại là trong công việc là rất là cá tính, nhưng tình yêu hơi rụt rè. Như vậy là cũng rất dễ thương. Xem đàn gái thế nào nha. Chào bạn. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thích một người có bản lĩnh. Đây, anh này bản lĩnh rồi. Có quản lý như vậy rất bản lĩnh rồi. Có ý chí trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa. Rồi, có luôn. Từ Hà Tĩnh vào đây làm việc như vậy rất là có ý chí. Dạ, biết quan tâm một chút xíu. Quan tâm, anh quan tâm nhiều người lắm. Cả một cơ quan người quản lý phải quan tâm đến từng người chứ, đúng không? Nói tóm lại là anh ấy có đạo đức và có năng lực. Anh có năng lực, đạo đức? Chưa biết. Để hỏi. Rồi. Sao nó yêu cầu bạn đó, bạn thấy sao? Yêu cầu phải có đạo đức. Đạo đức thì em nghĩ rằng là mình dạ em cho chị. Ôi trời, đẹp trai thế. Đẹp trai mà. Chị khen em đó. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Sao em không khen lại chị? Dạ chị xinh quá. Cảm ơn chị nhiều. Thì trong gia đình em thì có ba chị em, nhưng mà chị đầu thì có chồng rồi. Còn chính vì vậy mà những cái công việc nhà ở trong nhà thì hầu hết là khi mà em ở nhà là về nhà là em phải làm hết. Chứ không có chuyện mà nói là bây giờ cái giặt quần áo của mẹ đó không giặt hoặc cái gì đó. Không phải. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 đến 2 năm. Hôm qua tìm hiểu mà nếu mà được thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Mọi thứ mình đã sẵn sàng hết, gia đình ok hết chưa? Dạ cũng ok rồi. Rồi ha. Vâng. Nếu mà lập gia đình thì bây giờ mình vẫn sống ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đúng rồi. Và đặc biệt là em rất là thần tượng bố mẹ em. Đó là bởi vì trong gia đình thì không thể nào mà tránh khỏi được cái lúc mà cơm canh chẳng lành. Đúng rồi. Nhưng mà mẹ em thì chẳng bao giờ bỏ bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình hết sức là quan trọng. Có giận, có gây, có gì cũng phải nấu cơm nấu nước phải không? Dạ đúng rồi. Ngược lại, thí dụ mai mốt hai vợ chồng lấy nhau rồi vợ cũng nấu nước mà chồng có bỏ đi hay về ăn, có về ăn cơm không? Chuyện đó thì không có bao giờ có. Chắc không? Cơm nhà là quan trọng nhất. Vậy nha. Bởi vì em rất thích ăn cơm nhà. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với hai đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Chào hai bạn. Em chào anh Linh, chị Tường. Rồi chào hai bạn. Em thấy là bạn này rất là được, ok đó. Đảm bảo luôn là anh kéo lên anh sẽ thích. Hay quá ta, biết rõ là anh kéo lên anh sẽ thích. Anh Linh, anh dễ thương, dễ tính không em? Tính của anh Linh á, thì rất là nhiệt tình, quyết đoán và rất là thẳng thắn. Y như hồi nãy bạn nữ đã nói á, bạn gái này là đúng như cái mẫu lý tưởng của bạn Linh luôn á. Ồ, vậy á hả? Đúng rồi, tại Linh rất thích một người rất là thùy mị và dịu dàng. Và nói chung là không có phô trương vẻ bề ngoài nhiều. Rồi. Em có đi với ai không? Dạ có. Ai đâu? Em đi với dì và hai chị họ. Rồi, cho chị gặp dì với hai chị. Dạ, chào dì. Chào Quyền Linh với chào Cát Tường. Dạ. Dạ, dì nhận xét một tí xíu về... Thì theo sao thấy á là bạn trai cũng được, hiền dễ thương. Sao thấy trước mắt là hai đứa có thể tìm hiểu. Cảm ơn Sáu. Dạ, cảm ơn Sáu. Cảm ơn Sáu ạ. Rồi bây giờ mình mở màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Tóc đẹp quá. Các bạn có thời gian để trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Nào, mời bạn. Anh có món quà tặng em. Họ em cảm ơn anh. Giỏ hoa đẹp quá, bạn lựa đó à? Dạ, em lựa. Giỏ hoa đẹp đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào em. Em thấy anh sao?
nhìn anh rất đẹp trai, nhìn anh cũng hiền đó. Chưa chị mà khen đẹp là đẹp hả? Chị khó tính lắm, chị nói đẹp là đẹp. Em ở Vũng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi, nhà đúng em rồi, ở thành... quê biển thì quê anh cũng quê biển. Anh có hay đi tắm biển không? Thường xuyên. Dạ. Anh đi thường buổi sáng hay là buổi chiều? Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển thì anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Đã nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện tắm. Anh Lên quan điểm thế nào về tình yêu? Anh nghĩ rằng tình yêu thì cần có sự chia sẻ và hy sinh cho nhau. Bởi vì khi một bên mà đã không có sự chia sẻ và sự hy sinh cho nhau thì sẽ dẫn đến cái tình trạng nó tan vỡ ngay lập tức. Chính vì vậy mà mọi người phải hiểu và hy sinh cho nhau để mà cả hai cùng vun vén tình cảm đó. Em cũng đồng ý với ý kiến đó. Cho anh hỏi một tí là bởi vì bây giờ em 24 tuổi mà lúc này em có nói là chưa có người yêu thì cùng sinh mà không có người yêu thì anh cũng có thể là... bởi vì á, lúc em đi học á, thì ba mẹ nói chung là không muốn em quen ạ, nên em không có ý định quen. Dạ. Còn 2 năm về đây thì em đi làm, nói chung là về cũng có một số việc cần làm, tự học nên là không có đi chơi nhiều, nếu đi thì cũng đi với gia đình hoặc là bạn thân thôi ạ. Vâng. Thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở Sài Gòn thì em ở đâu em? Em ở bên Tân Bình ạ. Anh ở quận 7 ạ. Nhưng mà cũng gần, không sao hết. Nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đi chị. Nếu mà giả sử như có sự đồng ý của hai cả anh và em á, thì chúng ta về gia đình thì chúng ta sẽ có bao nhiêu người đứa con? Thật ra là em thích sinh 3 người con. 3 người con. Nhưng mà còn không biết sao nữa. Gia đình anh cũng 3 người. Quan trọng là vấn đề là dù trai hay gái thì đều không quan trọng. Vâng, vậy thì tốt rồi ạ. Chứ hướng phát triển kinh tế khi lấy nhau như thế nào? Khó không mà đẻ cho giữ vô. Dạ, chắc là cái đó thì sẽ có đấy chị. Em cũng ngoài cái công việc này thì em cũng rất là thích kinh doanh. Nếu em có ý định về thành phố Vũng Tàu sinh sống và làm việc thì anh thấy sao? Cái đó thì anh phải hỏi sếp anh để xem thì chuyển về Lotte mắt Vũng Tàu không đã. Anh khi gặp em thì anh thấy nào? Em xinh dễ thương. Nói chung thì anh thấy thích. Cảm ơn anh Linh. Rồi em xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn em sẽ nhảy một bài cha cha cha. Rồi, vỗ tay. Cha cha cha. Có thể cho em tí nhạc không anh? Có nhạc. Được rồi, dạ em cảm ơn. À như đó thôi đó hả? Khi nào mà hai người cùng nhảy với nhau khi đó mới có phăng, có bè. Hai người cùng nhảy mệt lắm à. Bây giờ mình nói mỗi người một câu nữa. Anh nghĩ rằng là mình cho nhau một cơ hội nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Hai người dắt đi luôn đi. Cho em cơ hội nha, dạ rồi xong luôn. Dạo này sao mình thấy giống như cái công việc của mình nó thừa thải hay sao á. Vậy thích hơn á, càng á. Khỏe ha. Khỏe ra vậy đó. Vậy còn vui nữa. 3 2 1. Rồi, hết thời gian. Ồ em bấm rồi mà nó không lên. Khó kìa. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau. Cho anh nắm tay được không? Cảm giác thế nào bạn trai? Nói chung là bây giờ vẫn còn run. Hey, những chiếc vé xem phim. Em cảm ơn anh. Chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Nào, hãy nắm tay cầm hoa, đưa bạn ấy đi xem phim. Giỏ hoa đẹp quá. Ai, ước gì có anh Quyền Linh tặng mình giỏ hoa. Càng nhanh càng tốt ạ. À, gọi là gấp rồi đúng không? Dạ, gấp lắm rồi. Mọi người ơi, và bây giờ thì không để cho bạn trai chúng ta chờ lâu nữa, Cát Tường sẽ mời người bạn gái sẽ hẹn hò với anh chàng này vào đây lập tức quý vị nhé. Rồi em trai, mình cởi mặt nạ được rồi đó cưng. Chào chị. Em chào chị Cát Tường. Trong bóng tối thấy hơi khó chịu đúng không? Dạ, từ nãy giờ
Rồi bây giờ mình sẽ trò chuyện lớn lên nha. Dạ, ok chị. Đối diện với em á là bạn gái của em đang ngồi đây rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cách nhau một trái tim thôi nha. Hãy trò chuyện thật là lớn để hai bên có thể nghe được nhau. Rồi mời em trai nói trước. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên đối diện. Em tên là Nguyễn Văn Công, năm nay em 35 tuổi. Em thì quê gốc ở Thanh Hóa, hiện tại em đang sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương, em đang làm công việc gì không? Kinh doanh tại nhà, em kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh gì? Vật liệu xây dựng, chị Cát Tường. Vật liệu xây dựng, rồi. Rồi, mời em. Cát Tường Anderson, Ohio Zayma, Aiten Hito, Ohio Zayma, Watashi wa Haien Tomoshimasu. Hàn Quốc から来ました。今年は34歳です。よろしくお願いします。Chuyện đi, bạn nữ ta chào mình kìa. Chào em. Ohayou gozaimasu. Không nghe hả? Không nghe hay là không hiểu? Không nghe. Không nghe em ơi, nói lớn lên. Ohayou gozaimasu. Không nghe. Chào anh. Chị có nghe em nói không vậy? Nghe chứ. Em nghe chị nói. Em nói lớn lên được không em? Chào anh. Chào em, anh nghe rồi đấy. Ủa giờ mới nghe luôn hả? Chứ nãy giờ người ta nói không nghe hả? Hồi nãy em nói gì vậy? Em làm lại cho anh nghe. Nói lớn lớn cho anh nghe. Em tên là Yến, đến từ Thái Nguyên. Năm nay em 34 tuổi. Chào rồi, anh. Chào Yến. Nghe chưa? Giờ nghe rồi. Bây giờ mới nghe. Lỗ tai ông này chắc có vấn đề quá. Ta nói từ sớm giờ, giờ này mới nghe. Thiệt không nghe không hay là nghe mà không hiểu? Ủa mà sao em chào ngộ vậy? Em chào ấn tượng quá vậy? Dạ em là việc liên quan đến tiếng Nhật nên là em muốn chào bằng tiếng Nhật ạ. Người ta là ta chào mình bằng tiếng Nhật, mình vẫn nghe tại mình không hiểu thôi chứ. Để sao mình vậy? Đúng không? Hồi nãy em nghe không? Em nói thiệt đi. Nghe nhưng em không hiểu. Cái đó em nghe em không hiểu chứ sao em không nghe. Em tưởng là chị bảo sao người tiếng Việt rồi em không hiểu gì. Nghe em nghe xì đài lồ. Xì đài lồ. Rồi ủa em ăn cái công việc của em là như thế nào? Dạ em làm biên phiên dịch cho công ty IT của Nhật ạ. Ồ em làm ở đó lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi ạ. Quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Thái Nguyên ạ. Quê Thái Nguyên mà bây giờ hiện tại chỗ việc làm là mình làm ở đâu? Em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình. Còn nãy em là hiện em tại ở Bình là... Dương vậy? Bình Dương. Dạ. Rồi em biết Bình Dương không? Dạ biết, ngày xưa em có làm ở dưới Bình Dương ạ. Những điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc là gì? Em thì rất nghiêm túc trong công việc. Điểm yếu thì hơi nóng vội, lúc nào cũng muốn là công việc phải nhanh chóng thành xong. Đó là ưu điểm mình hay là khuyết điểm? Chắc là vừa ưu điểm vừa khuyết điểm ạ. Vừa ưu điểm vừa khuyết điểm luôn. Vậy còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là người dễ tính, cởi mở, rất là hài hòa, hay nói chuyện. Bạn bè đều nhận xét mình là một người dễ sống. Còn nhược điểm của anh là cũng đôi khi là hơi tin bạn bè, hơi tin người, dễ yếu lòng. Hiện đó tại là cái nhược điểm của em. Về tình trường thì như thế nào? Em thì đã trải qua một mối tình cách đây 6-7 năm rồi chị Cát Tường. Em quen bạn gái cùng quê, nhưng mà quen được 3 năm, nhưng mà sau vài lần chia tay thì sẽ gì sau vài lần chia tay có nghĩa là cứ chia tay rồi lại quay lại, nhưng mà tổng cộng quen 3 năm, khoảng 3 năm mà chia tay mấy lần? Chia tay em không nhớ là 4-5 lần gì đó, nên là cứ chia tay rồi quay lại, chia tay quay lại, nhưng mà em thấy cuối cùng không hợp nữa là cuối cùng là chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi, quen 3 năm mà chia tay mấy lần? Ngộ vậy mà quen có một người một xưa giờ một người đó thôi đó hả? Đúng rồi, còn mấy người lần sau là cứ đang hẹn hò cà phê rồi đang quen thì người ta lại đi lấy chồng. Em biết lý do tại sao mà em quen ai người ta cũng đi lấy chồng không? Em không biết nữa, có lẽ là cái duyên hoặc là lúc đó công việc của em nó cũng chưa tới đâu nữa, sự nghiệp rồi. Mình em phải tìm hiểu nguyên nhân thôi. Chứ mình cứ nói mình không biết rồi mai mốt rồi giờ mình quen mối tình này nữa rồi mình lại không biết nữa. Có nghĩa có thể do mình chưa ổn định công việc rồi dạ, mình không có tập trung vô chuyên môn cái chuyện tình yêu, mình không chăm sóc người ta đi. Rồi, đó là câu chuyện tình yêu của bạn nam, nghe có vẻ trắc trở quá ha. Dạ. Thế còn em, mấy mối tình? Em cũng trắc trở lắm. Trắc trở tương tự lắm. Tương tự. Dạ. Sao? Em thì từ giờ là quen 2 mối tình. Mối tình cuối cùng là cách đây 5 năm. Thì cũng hai đứa cũng quen nhau 2-3 năm nhưng mà cũng không hợp rồi chia tay ạ. Lý do tại sao không hợp? Ai cũng nói không hợp hết chứ, không hợp là không hợp làm sao? Đúng rồi, ai cũng nói như vậy. Còn em mấy năm rồi mới biết không hợp hay là mới vô là đã thấy không hợp rồi mà cứ cố gắng? Dạ, lúc mới đầu thì hai đứa tại vì bạn của em thì cũng theo đạo. Nên là nghĩ theo đạo thì không, cũng không thích quen người bên lương. Nhưng mà hai đứa cũng vẫn cứ quen, nhưng mà cuối cùng sau 3 năm thì thấy là không thể kết hợp được. Nên là chia tay ạ.
thôi rồi chung quy ai cũng nói cái câu là không có duyên. Dạ. Ê, nhưng mà nhiều khi bữa nay hai bạn có duyên nha. Với cặp mắt của Tường và Tường dòm nãy giờ thấy hai bạn có vẻ là hơi hơi rồi, rồi có duyên rồi đó chị. Có duyên rồi đó. Có duyên. Ấy, trùng hợp tình yêu cũng lận đận ha. Mà hai mặt này có nét là phu thê lắm nè. Mà thường thường tôi đoán là hay trúng lắm á. Thiệt. Tin tôi đi. Rồi bây giờ nè, cái mẫu người lý tưởng của em muốn người như thế nào? Em thì cao 1m55 nhưng mà em vẫn muốn bạn trai phải cao hơn em chút. 1m7. Em cao nhiêu? Em cao 1m65. 65 được không? Thôi bớt chút đi. 34 tuổi rồi nha. Dạ thôi bớt chút luôn nha. Dạ bớt chút cũng được. Ừ, tiêu chuẩn gì nữa? Mặt thì sáng sủa một chút, gọn gàng, sạch sẽ. Tâm lý tôn trọng phụ nữ. Nếu mà có kết hôn á thì hỗ trợ công việc gia đình, tại vì hai người đều đi làm á. Nên là cũng muốn là bạn An hỗ trợ công việc của gia đình luôn. À, coi như là cũng có phụ làm việc nhà, cơm nước, dọn dẹp, hỗ trợ phải không? Em biết làm mấy chuyện đó không em? Chuyện đó là bình thường đối với em vậy. Em có thể phụ là vào bếp nấu cơm hoặc là lau nhà, rửa chén cùng với vợ. Nếu mà hai vợ chồng cùng làm, cùng vào bếp thì đó là điều rất là tuyệt vời. Được, còn gì nữa không? Dạ, như đó thôi ạ. Nhiều còn sau là tìm hiểu sau ạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích là bạn nam hút thuốc. Tại vì em bị dị ứng với thuốc, ngửi thấy mùi thuốc là hơi khó chịu, đau đầu buồn nôn. Thế còn em? Em có biết hút thuốc không? Em không hút thuốc. Tôi nói rồi, tôi nói hai người đề hợp mà. Nếu tôi hiện tại là cũng có rất là nhiều bạn đang comment là hai bạn, bạn trai này là chân thành, rất là hợp với em đó. Dạ. Không biết ta tư vấn vậy đúng hay không nha. Rồi. Chắc được. Chắc được. Em bạn trai, em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Một mẫu người bạn gái của em thì là một mẫu người có gia đình, vui vẻ hòa đồng, không có ngang tính lắm. Thì em nghĩ là phù hợp với em nhất. Ví dụ như giờ bạn gái ăn mặc hơi sexy chút xíu, tóc là nhuộm nè, hơi màu sắc chút xíu, em thấy sao? Trong một cái phạm vi giới hạn nào đó thì vẫn bình thường đấy chị Cát Tường. Nhưng cái giới hạn của em là giới hạn như thế nào? Có nghĩa là tóc tai chẳng hạn là đừng có rực rỡ quá là được. Còn có em những màu người xanh họ anh nhuộm tóc rất là đẹp nhưng mà đừng có sặc sỡ quá là được. Rồi, đâu, hôm nay em có hình ảnh gì em cho chị coi coi. Bình thường thì em có cái sở thích gì không? Em thích xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Dạ. Đọc truyện gì, ví dụ? Phim truyện Conan. Em có coi hoạt hình, đọc truyện tranh gì không? Truyện tranh thì em ít đọc. Em dòm trong này coi có anh, có cô nào giống Conan rồi gì chổng không? Đây, em hãy tìm đi. Trong ba cô ấy sẽ có một cô là bạn gái của em ngày hôm nay đó. Dạ không. Dạ thử cái giác quan của mình nha. Không có cola nhưng mà chắc có cô Mori ạ. Cô Mori là ai? Mori là thám tử ngủ gật đấy ạ. Thám tử mà ngủ gật hả? Dạ. Sao làm thám tử? Ông làm thám đâu? Tử rất là giỏi. Thám tử đâu? Thám tử đâu? Thám tử ngủ gật đâu? Đoán đi. Dạ anh này. Anh này? Dạ. Ủa tại sao em đoán anh này? Nãy giờ chị đâu có nói gì mà em đoán anh này hay vậy? Tại vì em ấn tượng khác với phong cách khác với lại những người còn lại. Anh này là thám tử ngủ gật đấy hả? Dạ. Em tỉnh táo lắm mà anh cũng ngủ gật gì đâu. Là sao rồi cưng? Có ba người ở đây, năm chàng trai mà cô ấy đã chọn ra em trong ba giây thôi đó. Em nghĩ là sao em chọn cô này? Lý do? Em cảm nhận điều đó. Cảm nhận? Dạ. Cầm đi, thì cầm đi để một coi cảm nhận mình đúng hay không. Em có thể cho chị xem một cái tấm hình của em trong Facebook không? Anh ơi đừng sốc nha anh. Em dòm coi, em tìm coi, em là thám tử ngủ gật đúng không? Em coi thử coi. Đây là bạn gái của em đó. Sao? Đẹp gái không? Em có coi trên mạng, em có thấy mấy chơi trò chơi người ta chơi là vậy thì thành công không? Đăng cái hình 10 năm trước chứ 20 năm trước á. Đây là 10 năm trước đúng không? Này bao nhiêu năm trước em? 11 năm trước. 11 năm trước đó. 11 năm trước thì bây giờ cũng khác rất là nhiều. Em nghĩ là em đoán đúng. Vậy thì thành công không? Thành công. Vậy thì thành công hả? Dạ. Rồi chúc mừng các bạn. Một bên là thám tử ngủ gật, một bên là vậy thì thành công. Bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp gặp nhau để xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình có đúng hay không nha. Chào em. Xuất sắc. Rồi giờ sao? Thành công không? Dạ. Em chọn đúng không? Dạ không. Hả? Dạ không. Giờ biết anh là ai không? Dạ bên này ạ. Hả? Cái gì vậy cô? Em không phải thám tử nhưng em thích thám tử. Trời ơi, dạ, nhìn hình rồi mà còn chọn chưa đúng nữa. Sorry anh. Hồi nãy chọn em sai rồi. Nhưng mà bên này giác quan rất đúng.
Ủa mà tại sao em nhìn tấm hình mà em cổ chưa có gợi ý gì hết mà em đoán ra được cổ hay vậy? Em nghĩ là thứ nhất là em nghe cái giọng thì không thể đoán được, nhưng mà nghe cái độ tuổi chẳng hạn. Hai bạn đã đến với chương trình hẹn ăn trưa, cho nên chúng ta sẽ có một buổi ăn chung với nhau để trò chuyện, để cảm thấy là thân mật hơn nữa. Hôm nay thì chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn, đó là món mì bì ý Bagasti ha, mà hai bạn cùng thưởng thức. Nhưng mà nhớ nha, tranh thủ vừa ăn cho no bụng nhưng phải trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Tự nhiên nha, chủ động lên nha, thật thà dễ thương. Cảm ơn chị, mời em ăn trưa. Ăn đi, xuống anh em mình nói chuyện. Lúc này em nói tiếng Nhật anh không hiểu. Thì đúng rồi, nói mà người nào không có học thì cũng không có nghe, cũng không hiểu. Đúng rồi. Là em vào đây được lâu chưa? Dạ, em vào đây học đại học được cũng 14-15 năm rồi ạ. 14-15 năm. À vậy là cũng... cũng bằng anh ạ. Giống anh á. Dạ, cũng bằng anh. Thôi mời em. Dạ, mời anh. Anh có thích món tây không ạ? Hay là mình thích món... Ăn cây á? Anh thì ăn cây vừa phải thôi. Hả? Một chút. Ăn cây ạ? Không, em hỏi anh có thích món tây không ạ? Ý em hỏi cái món ăn này đúng không? Dạ. Hay là thích món truyền thống của mình hơn ạ? Anh là cũng người dễ ăn, dễ nuôi. Nên là món các món ăn thì cũng món nào anh cũng ăn được. Dạ. Tất nhiên là món Bắc thì phù hợp với anh hơn, anh người Bắc mà. Nếu em mà xác định quen ai đó thì khoảng bao lâu em xác định sẽ tiến tới hôn nhân? Bây giờ cũng bước qua tuổi 3 rồi á, nên là mẹ em càng nhanh càng tốt ạ. Càng nhanh càng tốt ạ. Anh vậy là gấp rồi đúng không? Dạ, gấp lắm rồi ạ. Thực ra là nếu mà hiểu nhau thì có thể là đốt cháy giai đoạn được. Đốt cháy giai đoạn là đốt bao nhiêu đoạn? Anh nghĩ là phụ thuộc vào anh với em thôi. Để đốt cháy theo cái cảm nhận của hai người. Tôi ở ngoài mà tôi nghe cái gì đốt cháy giai đoạn vậy đâu có được, đâu có đốt được. Em nghĩ hồi xưa muốn đám cưới phải có từng bước, phải có dặm ngõ, phải đám hỏi với con ta, phải có giá chứ đúng không em? Cái đó thì vẫn đủ, nhưng mà đốt giai đoạn là bỏ cái giai đoạn quen. Bớt bình đi, chưa gì đã binh rồi. Trời ơi, thiệt ra ghê thiệt. Không biết hôm nay bà Mai ngồi đây có còn có cái công dụng gì không, chứ thấy hai cái này cặp này cái hai người này giống như là tình trong như đã, mặt mày còn e đó. Bây giờ tôi bóc mẻ bóc phốt nè. Hồi nãy tôi ra ngoài ở đây mọi người ăn đúng không, tôi ra tôi kiểm tra Facebook của bạn, tôi thấy bạn hình như là còn đăng hình bạn cái cũ trên Facebook đúng không, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra đúng không? Có đúng đấy chị Cát Tường. Tại sao? Không, cái này là đăng lâu rồi, có nghĩa là từ ngày đăng quen nhau cơ. Bây giờ vẫn còn nhung nhớ đúng không? Không, bây giờ thì không còn liên lạc với nhau nữa rồi. Không còn liên lạc nhau nữa rồi. Bây giờ ví dụ như mình có bạn gái mới rồi. Rồi giờ bạn gái của em có thích bạn trai để hình bạn gái cũ cho dạ, không. Đó, em nói thẳng với cậu ảnh đi, nói thẳng không, đi. Không, không thích lắm. À không sao, thì cái này là do anh để lâu rồi, cho nên là bây giờ nó đang còn nằm ở trên đây. Chứ không phải là bây giờ để mà nhung nhớ hay cái điều gì đó đâu. Tại nguy hiểm lắm, tình cũ không rủ cũng đến nên là... À không, cái này thì đã 6 năm rồi không liên lạc với nhau nữa rồi. Nhưng mà giờ ví dụ giờ bạn gái thì mốt giờ thí dụ nè, hồi bấm nút hẹn hò hay bạn yêu nhau nè, bây giờ bạn gái mới của em yêu cầu em là bỏ những tất cả những cái gì liên quan bạn gái cũ xuống khỏi Facebook, em có đồng ý không? Sẵn sàng thôi chị, bình thường mà, không có gì hết. Giúp em đó nha. Nhớ không, nha. Không xóa, em tự xóa. Trời ơi. Được rồi. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ nữa. Thật ra chị chỉ ghẹo em thôi, chứ còn cái chuyện mà cái chuyện đó là chuyện cá nhân. Giống như mình vậy thôi, cái chuyện đó là chuyện cũ rồi. Mình không có để ý tới. Chừng nào mà ngày nào mà ảnh cũng vô anh coi thì lúc đó mới là vấn đề. Yeah. Đúng không? Còn mình đâu cần ti nhỏ mọn mà phải lục 6-7 năm trước mình phanh phui đang chi. Đúng rồi. Bây giờ Tường sẽ cho có một cái trò chơi dành cho các bạn ha. Trên tay của Duy Tường là hai sắp bài. Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Bây giờ bạn trai, bạn gái hãy bóc những cái lá thăm của mình và yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Được không? Dạ. Mời em trước. Đọc lớn lên và yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong này. Yêu cầu của em cho bạn nam là điều gì làm bạn từng làm cho một cô gái tổn thương nhất? Điều gì anh làm cho cô gái tổn thương nhất? Có lẽ là em nghĩ là chắc là liên quan đến cái vấn đề mà nó hơi thấy nhị đúc, đó là vấn đề quả cáp. Đôi khi là những cái vấn đề nó liên quan đến quả cáp vật chất thì có lẽ là em nghĩ là làm cho người ta tổn thương. Em nghĩ là như vậy. Vậy là lưu ý ha,
lâu lâu cũng phải có tặng quà rồi cho chắc không tặng quà đó, không có lãng mạn gì hết. Rồi mời em. Em thích lãng mạn lắm mấy ơi. Quà không cần là vật chất à, nhưng mà cái quà nó phải có giá trị, giá trị về có thể là tinh thần cũng được, chứng tỏ là mình có quan tâm đến người yêu của mình. Nếu yêu nhau, bạn nữ có chấp nhận việc sống thử? Thì em cũng hơi truyền thống một chút, nên là nếu mà chưa có kết hôn thì em cũng không có thích sống thử. Hiểu hiểu từ sống thử chưa? Hiểu. Hiểu chưa? Sống thử là sống chưa kết hôn rồi. Trời ơi, hả? Nó ăn cơm trước kẹn rồi. Em có ăn cơm trước kẹn chưa? Em á? Chưa chị. Hả? Chưa. Còn nguyên hả? Hả? Còn trong cắn trên nguyên hả? Không, ý là ăn cơm trước kẹn với người yêu rồi đó là chưa. Thì là em ăn với người khác hả? Bánh trả tiền rồi hả? Hả? Thì bạn gái hỏi kìa, trả lời đi cho rõ câu chuyện này. Bây giờ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà tất nhiên là không thể nào mà nguyên được đúng không chị? Thôi, một chàng trai rất chân thành. Em bữa nay hên á, được chưa? Đoạn đó chị. Rồi, bây giờ vui rồi, chơi rồi, bây giờ lắng động lại một chút xíu. Vậy Tường muốn hai bạn nhìn thẳng vào nhau đi. À, mình hãy nói cho đối phương biết mình cảm nhận như thế nào về đối phương. Nói thật lòng nha, hồi nãy giờ bạn là một chàng trai rất chân thật, mịch mà em. Anh thấy thì em cũng là người em rất là dễ thương, cũng rất là chân thật. Nói chung em thì cũng thích phù hợp với người Bắc hơn. Đây là một cơ hội để cho anh em mình có duyên hẹn hò với nhau. Là cơ hội để anh em mình tìm hiểu. Cái chuyện xa hơn tiến tới hôn nhân hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái quá trình mà anh em sau cái buổi hôm nay nữa. Thì em cũng nghĩ là anh khá là chân thành. Mà thực sự thì em nhìn cũng thấy quen quen. Quen đâu nào? Quen từ kiếp nào? Thì cũng nói rồi, nói mặt hai bạn là phu thê mà. Không biết quen từ kiếp nào, nhưng mình có mặt ở đây thì có duyên rồi. Còn có lợi hay không thì là ở chuyện sau này. Có lẽ vậy, đúng rồi. Mọi thứ nó phụ thuộc vào cái khoảng sâu bữa ngày hôm nay rất là nhiều nữa. Thật sự là hôm nay á, mà ngồi đây làm mai mối cho hai bạn thì Tường cũng rất là vui. Tường nghĩ rằng tất cả quý vị đang theo dõi cũng thấy hai bạn này giống như là đâu được gặp nhau và yêu nhau từ kiếp nào rồi đó quý vị. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Chị Tường xin nhắc cho hai bạn biết như thế này. Đúng là ở đây chúng ta chỉ có ít phút trò chuyện thôi, nhưng nó rất là quan trọng, bởi vì tình yêu nó là cảm xúc. Cảm xúc từ ở cái nhìn đầu tiên. Cho nên á, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò tìm hiểu ha, để tiến tới hôn nhân, nếu cho chúng cảm thấy không phù hợp chúng ta không bấm. Cái quyết định là do ở hai bạn. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào. Còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Rồi, bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Cô ấy bây giờ thuộc về em rồi đó. Hát tỏ tình cái đi. Hát đi là cưới luôn đó. Hát hả? Em không thuộc nhiều về hát. Hát một đoạn. Rồi, một đoạn thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dịu dần bên sông. Hết ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng về bên đây đi em. Xin mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Chị Tường rất vui và ngày hôm nay đã mai mối được cho hai bạn ha. Và với cái cảm giác của chị ngay từ đầu, chị đã nói rồi, cặp đôi này là có tướng phu thê đó. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau, kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ đi nè. Đó. Rồi, hôm nay là chị thấy hình như là em có đi chung với gia đình phải không? Dạ, đi chung với lại cô bạn với lại em đồng nghiệp ạ. Vậy hả? Dạ chào cô, chào đồng nghiệp. Dạ, cô với bạn có thể ra đây được không? Ra đây đứng chung luôn cho vui nè. Cô thấy hôm nay hai bạn này xứng đôi không cô? Nãy giờ Tường nói hai bạn này có tướng phu thê, mà mọi người khán giả ở dưới cũng comment nói là hai bạn này có tướng phu thê, cô thấy sao cô? Thấy cũng được. Được ha. Đó, bao nhiêu người hôm nay bạn bè đồng nghiệp ủng hộ cho hai bạn. Cố gắng sớm báo tin tức, có tin vui là báo liền cho chương trình nha. Rồi, chị Tường thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một cái voucher tặng 2 set cơm bò cay Hàn Quốc và đồ uống cho cặp đôi hẹn ăn trưa tại nhà hàng ăn Mr. Stick nha quý vị nha. Dạ, rồi, em có quà tặng anh. Là em muốn chọn con đơn nhưng mà vì anh nên anh sẽ không cô đơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Thì anh cũng có hôm nay là tự nhiên hai người phù hợp để tặng sách cho nhau. Anh, cái cuốn sách này anh cũng đã từng đọc và anh rất là thích. Thì anh nghĩ là cuốn sách này
em đọc cuốn sách này thì sẽ hiểu được cái bản tính con người anh. Rồi, chúc mừng nha. Kính thưa quý vị, vậy là bên đây là Cát Tường đã mai mối thành công được ra đôi này rồi. Và với cái cảm giác của mình thì Tường hy vọng rằng hai bạn này sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói là chào tạm biệt. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí kiếm đủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn, thì em sẽ chọn. Tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Để có thể phát triển được bản thân á, tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép đôi thần tốc với phiên bản Kết đôi như ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và chương trình Ghép đôi thần tốc ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được kết nối với 4 người tham gia chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin lần lượt xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai đầu tiên hay ngồi ở ô cửa màu xanh. Rồi chào em trai ở cái ô cửa màu xanh, em đã thấy chị Tường chưa? Dạ em chào chị ạ, em thấy chị rồi chị. Và bây giờ thì xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh. Em chào chị ạ. Rồi chào em luôn, dễ thương quá, thấy nhau luôn rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Dạ em chào chị ạ. Một chàng trai nữa là chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Em chào chị Tường. Rồi chào em. Chị Tường chia sẻ luôn cho các em biết nha, mình quay online cũng như lúc mình đang quay hình trực tiếp ở sân khấu thôi. Thì chương trình tạm thời sẽ ghép đôi cho các bạn ở những cái ô cửa có cái màu sắc giống nhau. Đó là do là những cái điều mà các bạn đăng ký tham gia chương trình mình mong muốn như thế nào. Mỗi bạn tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đều có được 2 cơ hội là mình có thể kết nối được với cả 2 người. Và mình có quyền lựa chọn một trong 2 người đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 4 video clip lần lượt giới thiệu 4 nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Vẫn thường nói, nếu có duyên, những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập. Hoặc nếu ông trời đã định nào của nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi. Em cũng vậy, em tin rằng một nửa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Có chăng là do thành phố này đông đúc, tắc đường quá nên tình yêu đến chậm chút thôi. Chào anh, em là Như Quỳnh, cô gái 25 tuổi, đến từ Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em không phải là một cô gái mềm mại, dịu dàng như nước. Em không hay nói những lời tình cảm, lãng mạn. Em đơn giản, hay cười, độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Em thích du lịch, khám phá những vùng đất xa xôi, thích thử thách bản thân với những điều mới lạ. Nếu anh đủ can đảm để yêu một người con gái thích làm một cơn gió tự do như em, thì hy vọng rằng trong những chuyến đi sắp tới của em sẽ có anh. Xin chào mọi người, mình tên là Lan Chi, hiện tại mình đang sinh sống tại Bến Tre, mình sinh năm 95. Công việc trước dịch của mình đó là huấn luyện viên gym, nhưng hiện tại thì tình hình dịch Covid nên mình tạm nghỉ, quyết định là mình trồng trọt và chăn nuôi tại nhà. Mời bạn tham quan khu vườn nhà mình và đàn gà của mình nha. Sở thích của mình đó là đi du lịch, nấu ăn. Và mình rất là yêu động vật, nhất là những con người dễ thương như mẹ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hà Xuân Cường, năm nay mình 31 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lâm Đồng đầy nắng và gió. Gia đình mình ở đây thì hiện có chăn nuôi bò sữa. Quanh nhà mình thì toàn trồng cỏ voi với lại có trồng bắp để nuôi bò không à. Hiện tại thì công việc của mình đang làm là thủ kho của Tôn Hoa Sen. Thường thường thì sau một ngày làm việc vất vả thì mình hay có thói quen là tập gym tại nhà với các bài tập đơn giản, ví dụ như là hít đất hoặc là tập tạ tay.
buổi tối mình thường hay nghe nhạc hoặc là xem phim. Đặc biệt là mình rất là thích đọc sách. Cuộc sống ở đây thì khá là yên bình, đặc biệt là khí hậu rất là dễ chịu. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh. Mình là một người khá năng động, vui nhộn, rất thích hòa mình vào những cuộc vui hoặc là những bữa ăn uống nhẹ nhàng với người thân, bạn bè. Khi đó là nơi mình có thể chia sẻ tâm tư với họ. Đó cũng là những cái ưu điểm của bản thân. Công việc chính của mình là làm về leader, về marketing, sự kiện, cho chuỗi, về nhà hàng và nightclub. Ngoài ra hiện tại mình còn làm thêm về mạng tài chính công nghệ. Chính vì những áp lực vì sự thành công sớm nên mỗi ngày mình luôn trao dồi thêm kiến thức cả về lý thuyết và thực tiễn trong mọi vấn đề và tình huống. Tuy nhiên đó cũng là khuyết điểm lớn của mình khi có thể bỏ qua những sự quan tâm của những người xung quanh, và nhất là rất hay quên khi việc chăm sóc bản thân. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-in-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng được xem qua hình ảnh của bốn nhân vật tham gia chương trình. Bây giờ tôi đố các bạn nè, ai ngồi ở vị trí nào? Bạn nữ mặc áo vàng á, đố em đó. Em đoán là anh ở Lâm Đồng thì sẽ ở ô màu đỏ. Còn anh mà làm marketing thì sẽ ở ô màu xanh. Thế còn bạn gái mặc áo màu đỏ thì em đoán như thế nào? Dạ chị, em đoán ngược lại, tại chàng trai Lâm Đồng thì ở màu xanh, còn chàng trai marketing thì ở màu đỏ. Chà, căng à nha, căng à nha. Các chàng trai của tôi giờ đoán làm sao đây? Bạn trai ở ô màu xanh, bạn đoán làm sao? Khi bạn ở ô màu đỏ là bạn làm ở phòng gym, còn bạn ở ô màu xanh là làm ở ngoài Bắc Giang. Rồi, còn bạn cuối cùng, bạn còn lại? Em đoán cũng đoán là bạn ô màu đỏ là Bến Tre, còn bạn ô màu xanh là ở ngoài Bắc Giang. Để xem coi các bạn cứ từ từ khám phá nha, để coi mình đoán đúng hay đoán sai, vậy cho nó mới tò mò, nó mới hấp dẫn. Bây giờ chị xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh, xin mời em hãy giới thiệu về mình một xíu, những cái điểm mạnh điểm yếu của em, rồi không biết là trong cái mùa dịch này thì cái cuộc sống như là sinh hoạt của em như thế nào. Em chào chị Tường và em chào tất cả mọi người. Thì đầu tiên em xin tự giới thiệu, em là Như Quỳnh. Trong cái thời điểm dịch này thì có lẽ em cảm thấy mình may mắn vì thật ra em vẫn được làm việc ở nhà, sau đó thì có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Vậy là giờ mình đoán, từ từ mình đoán nha, đoán biết là nãy mình đoán sai hay đoán trúng là giờ mình phát hiện rồi đó. Rồi mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh, mình 24 tuổi, mình đến từ Sài Gòn, quê quán ở Vũng Tàu. Nhưng mà mùa dịch này thì công việc của em nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ tất nhiên là có, tại vì cái đặc thù về cái nhà hàng và về ba club đó thì nó cũng đóng cửa hết mà. Em đang làm thêm về mảng tài chính công nghệ mùa dịch này, cũng giúp mình kiếm được thu nhập ở mùa này. Cố gắng đợi hết Covid để cả nước có thể hoạt động lại và em có thể làm được công việc truyền thống của em thôi. Quốc Khánh, em nói 24 tuổi là em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 98 á chị. Năm 98 hả? Rồi Như Quỳnh là sinh năm bao nhiêu cơ? 96 chị ạ. Trời ơi, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 nha. Thế Khánh, mình có ngại quen với bạn gái mà lớn tuổi hơn mình không? Nói chung là em cũng không ngại chị, chỉ cần có lý do thôi. Thế còn Quỳnh, mình có ngại yêu xa không Quỳnh? Chắc là cũng có chút chút chị ạ. Có chút chút ha. Đôi lúc mình cần cái gì nhỏ nhẽo, không có bạn trai bên cạnh để dỗ dành, để gọi là ga lăng, rồi lo lắng cho mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạm có một vài những thông tin về cái cặp đôi ngồi ở ô cửa màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cặp đôi ở ô cửa màu đỏ. Rồi, xin mời em gái giới thiệu nha. Dạ, em xin chào chị, MC Cát Tường và chào tất cả mọi người. Em tên là Lan Chi, em sinh năm 95. Hiện tại thì em đang ở nhà trồng trọt và nuôi. Hồi nãy là cái chỗ nuôi vịt đó hả, là nhà mình luôn á hả cơm? Dạ đúng rồi, em nuôi khoảng 200 đến 300 con. Wow. Gà, đó là gà non. Rồi hết dịch đó là bỏ gà lên chơi lên thành phố lại đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì ngoài bây giờ ở dưới quê, ngoài việc mà nuôi gà rồi tập gym rồi lúc rảnh rỗi nữa thì trong nhà em làm gì? Nấu ăn, rồi mình làm mấy đồ handmade chị, giống như là cái vàng chậu hoa treo tường nè. Mình làm từ gáo dừa với lại mấy cái cây cổ á, mình làm lại thành một cái dạng hoa treo tường.
Bình thường mà lúc không có dịch đó em ở trên thành phố là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 7. Đi hỏi chị không? Tính xin chị nào hết dịch dưới quê lên nhớ đem lên mấy cây đó tặng tôi mê cây cỏ dữ lắm. Ok, bây giờ thì... Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lời giới thiệu của bạn trai ở ô cửa màu đỏ, đó là bạn cuối cùng rồi ha. Em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Hà Xuân Cường. Trước kia thì em có làm việc và ở dưới Sài Gòn khoảng tầm 7 năm. Tới năm 2018 thì cảm thấy nó không ổn cho nên là em về Lâm Đồng để xây dựng lại sự nghiệp. Rồi cái bò sữa hồi nãy gặp ra nuôi. Hiện tại thì bò sữa là ba mẹ em đang ở nhà nuôi ạ. Nhà em hiện tại thì đang được khoảng 17 con ạ. Hiện tại thì công việc của em là như thế nào? Hiện tại thì em đang làm quản lý kho hàng cho bên tập đoàn Tô Hoa Sen ạ. Dịch này vẫn làm hả em? Làm online hay là vẫn đi làm bình thường? Dạ, dịch này thì bọn em tập trung ra ngoài chi nhánh ăn, ngủ, ở và làm việc ở ngoài luôn. Trực tiếp tại chi nhánh mà, không được về nhà. Chúng ta sẽ giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình nè, cũng như là cái mẫu người lý tưởng của mình nè. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ hỏi bạn Quốc Khánh trước. Quốc Khánh ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi hả Khánh? Em thật ra là cũng trải qua cũng khá, cũng cỡ 3-4 người. Mối tình ấn tượng nhất đó thì chắc là tình đầu của em rồi. Nó ấn tượng không phải là vì quen đầu tiên, mà nó ấn tượng là vì là kiểu như là quen nhau, xong rồi chia tay, xong rồi em với bạn đó quen cũng vài người, xong bắt đầu lại quen nhau lại. Đúng như kiểu là... gọi là luật hấp dẫn á, cũng quen đi quen lại tầm 2 lần thôi. Thì bây giờ thì gần như là em với bạn đó gọi là chỉ làm bạn thôi. Ok, chị hiểu rồi. Quỳnh ơi, thế Quỳnh thì mình cũng đang ngồi ở ô cửa màu xanh ha. Chị sẽ hỏi thông tin của hai bạn luôn. Thì Quỳnh này mình trải qua mấy mối tình rồi Quỳnh? Hơn ngày một chút nhưng mà em chưa trải qua mối tình nào. Có lý do gì, nguyên nhân tại sao mà mình chưa có mối tình nào không? Chia sẻ với chị Tường với. Thật ra cuộc sống của em cũng bận rộn. Bạn đi học, bạn đi làm. Xong rồi xung quanh thì có gia đình, có bạn bè. Nên là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Em không có nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương cho đến gần đây. Khi mà công việc bắt đầu đi vào ổn định rồi mới cảm thấy ok, mình cần tìm một nửa của mình để có thể hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào? Kiểu trong tình cảm thật ra thì em cũng hay không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy. Nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc, sẽ như là như bố mẹ em ở nhà ấy. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Còn mẹ em thì lại đảm đang, giỏi kinh tế. Thì em cũng muốn một người đàn ông nào đấy có những cái tính chất đấy để cho em được cảm thấy an toàn và gần gũi. Thế thì quay lại với chàng trai của mình là Quốc Khánh, mẫu người lý tưởng của em sao? Em cũng không có một mẫu người lý tưởng. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Nói chung là nếu mà họ có một vài điểm xấu thì cũng rất là bình thường mà. Thì ai cũng có điểm xấu. Hiện tại thì em cũng cố gắng để có thể phát triển được bản thân á. Tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Em có ngại yêu xa không? Em bình thường mà, tại vì thực ra là công việc của em thì lâu lâu nó cũng đi lại rất là nhiều. Thế nên là quê quán và họ hàng của em là vẫn ở ngoài Bắc hết. Chỉ có ba mẹ em là trong Nam lập nghiệp thôi. Bây giờ thì Lan Chi ơi, em hãy giới thiệu cho chương trình biết nha. Tình trường của em như thế nào? Dạ chị ơi, em trải qua cũng nói chung là cũng nhiều. Nhưng mà để về sau đậm thì chỉ có hai mối tình thôi. Đó là mối tình hồi đi học, đại học được một năm á chị. Rồi hai người yêu xa. Em thì học ở trên Sài Gòn, bạn đó ở Bến Tre, nên là hai tụi em về vấn đề khoảng cách địa lý á, nên là hai tụi em chia tay. Bạn đó đi lấy vợ. Rồi mối tình thứ hai là gần đây nhất, em với bạn đó quen cũng được 8 tháng mấy, nhưng mà bạn đó có người thứ ba nên là em chia tay bạn đó. Em phát hiện ra hay là ai nói em biết? Dạ, em phát hiện ra chị. Giống như là con gái mình nó có linh tính á. Khi mà người ta có sự thay đổi là mình bắt đầu mình sẽ biết ngay, mình để ý ngay là mình sẽ phát hiện ra. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì phải độc lập về tài chính trước cả, và biết suy nghĩ cho tương lai, chứ không phải là kiểu như là còn ham chơi thì em không thích lắm. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Đối với em ngoại hình thì không có thành vấn đề, tại vì ngoại hình mình có thể thay đổi được. Em là huấn luyện viên khi mà nên là muốn mập hay ốm gì là em về em huấn luyện hết.
cũng nghe được tiêu chí của em rồi ha. Thế bây giờ quay lại với bạn trai ở cung cửa màu màu đỏ nha. À, Cường ơi, mình kể về tình trường của mình đi Cường. Tình trường của em thì chỉ có một mối tình chính thức thôi chị. Còn nữa thì có ba mối nhưng mà không có chính thức à. Ba mối mà không chính có chính thức là sao? Hai mối tình em đơn phương người khác ạ. À. Còn một một cái thì một mối thì em hai bên không có đến được với nhau ạ. À. Lý do tại sao không đến được với nhau? Em gặp bạn đó thì bạn đó đã có người yêu rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy là có hai người có yêu nhau không? Dạ cũng có nảy sinh tình cảm vậy nhưng mà chỉ duy trì ở mức gọi là bạn bè thôi chứ không có vượt quá gì. Dạ. Hai mối đơn phương rồi một mối thì anh mãi mãi là người đến sau. Rồi dạ. Bây giờ mình nguyện vọng muốn tìm một cái người dạ. Bạn gái như thế nào nè, tiêu chuẩn như sao nè? Em thì cũng thích mẫu phụ nữ là biết nấu ăn với lại quan tâm đến mọi người với lại biết chăm sóc gia đình nữa. Vậy cũng đơn giản ha. Bây giờ thì chị biết là các bạn cũng rất là tò mò rồi. Hồi nãy giờ là các bạn không có được nhìn thấy mặt nhau. Thế thì bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn cùng kết nối và tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mở cửa trái tim. Các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi chị. Ok chị. Em thấy rồi. Không biết là hiện tại cảm xúc của em như thế nào hả Cường? Dạ, cảm xúc của em hiện tại cũng hơi hồi hộp chút chị. Em thấy thì bạn nữ màu đỏ thì nhìn có vẻ khá là cá tính. Bạn nữ bên màu xanh thì cảm giác là đầm tính hơn, có vẻ là dịu dàng. Rồi còn Khánh. Cảm xúc của Khánh hiện tại như thế nào Khánh ơi? Cũng giống với anh Cường á, là thấy bạn màu đỏ thì nhìn hòa đồng với nhìn trong năng động á. Còn bạn màu mặc áo màu vàng thì đúng là người phụ nữ của gia đình luôn á. Nó nhìn trông dịu dàng. Thế thì Như Quỳnh, cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi nhìn thấy hai chàng trai của chương trình? Đầu tiên là thấy vui chị ạ. Thấy hai bạn cũng rất là kiểu sáng sủa đẹp trai khá là uy nhìn ạ. Với cả em cũng hơi kiểu các bạn nhận xét về em là phụ nữ của gia đình mới nhẹ nhàng thì chắc nó cũng chỉ đúng một phần thôi chị. Sao hôm nay chắc mặc cái váy này đâm ra là nó hơi nhẹ nhàng xíu thì mình em không được nhẹ nhàng. Ok, vậy một lát nữa mình trao đổi, mình cứ thể hiện để người ta có thể thấy rõ được cái tính cách của mình nha. Vậy thì còn Lan Chi, cảm nhận của em như thế nào ngay giờ phút này? Dạ em chào tất cả các bạn. Thì em thấy hai bạn nam đẹp tí giống em. Mới bước đầu là em thấy hai bạn nam nhìn cũng đẹp trai. Nhưng mà bạn áo trắng thì nên tăng cân xíu, tại vì bạn hơi ốm. Là bạn ở ô cửa màu đỏ đó phải không? Là nên ăn chút xíu phải không? Hơi ốm đúng không? Dạ, đúng rồi. À, anh ở ô cửa màu đỏ đó là anh Xuân Cường đó. Anh nuôi bò sữa đó. Cũng có thú chăn nuôi giống em đó. Rồi, thế thì bây giờ để cho các bạn dễ trò chuyện với nhau nè, dễ hiểu được nhau nè. Bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề của ngày hôm nay để rồi cả bốn chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người thế nào? Lương 5 triệu, biết chăm con, giúp đỡ vợ, hiền lành, sợ vợ. Lương 50 triệu, nhát việc nhà, gia trưởng, lười chăm con. Chà, cái này khó à nha. Tao nói cuộc đời không có gì là hoàn hảo hết. Được cái này phải mất cái kia. Và cuộc đời nó có những lúc nó bắt ta phải lựa chọn rất là éo le. Lan Chi, em hãy nói quan điểm của mình trước cho chị Tường nghe, với mọi người cùng nghe nè. Dạ, em chọn là lương 50 triệu nhưng mà nhét việc nhà, gia trưởng và lười chăm con. Tôi thích cô này nè. Lý do tại sao em lại chọn như vậy? Dạ, tại vì á cuộc sống của mình á thì phải bây giờ nó càng khó khăn với lại dịch bệnh nữa, nên là em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Ngoài ra mình có thể có tiền để mình đi làm đẹp cho bản thân. Em ơi, vậy là em tưởng tượng đó, em ước mơ nó đẹp quá rồi. Em phải nên nhớ cái ông làm ra 50 triệu đó là cái ông nó rất là gia trưởng. Ông quan điểm của ông phụ nữ là phải ở nhà làm việc hả, chứ làm gì có cái vụ đưa cho em 50 triệu để em đi ra ngoài tung tăng làm đẹp. Cái người chồng gia trưởng là cái người chồng chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc cho con cái, quán xuyến việc nhà, chưa chắc ông cho tiền để mà mướn người giúp việc nữa nha em nha. Sao dạ vậy nhưng mà em
Em cũng chọn đáp án đó, lương 50 triệu. Em sẵn sàng ở nhà là làm việc nhà và chăm con đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái quyết định rất là quyết liệt, rất là khẳng khái, có nghĩa là chấp nhận có thể cực khổ một chút xíu, bắt đầu bù tóc rối một chút xíu, nhưng mà trong túi có tiền, gia đình có tiền. Rồi, bạn Như Huynh, em thì lựa chọn như thế nào và cho chị biết tại sao em lại lựa chọn như vậy? Còn nếu mà để mà phải chọn ý, thì em sẽ chọn là người nào thương em. Ở đây chưa có nói tới vấn đề thương hay không thương, nhiều khi anh nào cũng thương hết trơn á, anh nào cũng thương vợ đó. Thì nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí tiến thủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn, thì em sẽ chọn. Còn nếu mà lương 5 triệu, thế nhưng mà người ta lại có tư tưởng là an toàn, không chịu phấn đấu, rồi nghĩ như vậy là đủ, thì em sẽ không chọn. Còn với một người lương 50 triệu, người ta làm ra cần đấy tiền một tháng, thì có nghĩa là người ta sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho công việc, sẽ không có thời gian để làm việc nhà, rồi cũng không có thời gian để chăm con. Vì không có thời gian nên mới dẫn đến cái lý do đấy thì em chấp nhận được. Còn nếu mà cậy là tôi làm ra tiền nên là những cái phần kia tôi không làm ấy, thì không thể chấp nhận được cái đoạn đấy ạ. Còn hai người đàn ông như nhau, người lương 5 triệu, người lương 50 triệu, thì em phải hiểu cái người 5 triệu là người ta không có ý chí tiến thủ rồi, người ta sợ vợ và chỉ ở nhà phục vụ vợ con. Còn cái người 50 triệu giống như em nói là đúng rồi đó, ta phải đầu bù tóc rối với công việc, người ta mới ra được cái lương 50 triệu. Và như vậy thì người ta về đến nhà là người ta chỉ là công việc cá nhân, nghỉ ngơi hoặc là thư giãn, giải trí một chút xíu. Nó là như vậy, em chọn đi. Thế thì chắc là em sẽ chọn lương 5 triệu, thương vợ thương con, làm việc nhà. Tiền thì em có thể kiếm được, thế nhưng mà em muốn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu mà sống với một người mà không thương mình mà lại còn gia trưởng như chị nói, thì chắc là em không sống nổi á. Có nghĩa là em sẵn sàng, em nghĩ rằng là mình có thể có tạo ra được cái thu nhập hỗ trợ cho chồng mình, nếu chồng mình làm lương thấp hơn mình cũng không ngại. Nếu mà bắt buộc phải chọn thì em sẽ chọn như thế. Còn nếu mà okay, tự do để chọn thì chắc em ở vậy chị ạ. Ở vậy luôn, khỏi chọn ai hết không? Rồi, sao hai chàng trai của tôi ngày hôm nay sau khi nín khe nghe sự lựa chọn của hai cô gái thì bây giờ đến phiên hai anh phát biểu nè, hai anh thì có suy nghĩ như thế nào? Nói chung là cái câu hỏi đó cũng khó đó. Tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Còn nếu mà gặp trường hợp thật sự mà phải chọn lựa giữa lương 5 triệu và như kia và lương 50 triệu và như này á, thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn. Vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Thật ra khó nhưng mà là có đó. Tụi em nó không có là không đúng đâu. Trên thực tế là có rất nhiều như vậy. Và cái người làm chủ kinh tế người ta chỉ muốn những người khác phải phục vụ mình thôi. Bản thân tại sao chị Tường phải ở một mình, chị Tường ế? Tại vì chị làm chủ kinh tế mà, chị làm ra tiền mà. Cho nên chị cũng muốn cái người bạn trai của chị cũng phải phục tùng những cái suy nghĩ của chị. Cái người đàn ông đó của chị không có được can thiệp quá sâu vô những cái quyết định của chị. Cái những cái người chồng mà thành đạt cũng vậy đó tụi em. 50 triệu rồi đó là em thoải mái rồi. Đó, em ở nhà đi, em đừng không cần phải đi làm. Em đi làm sao mà tôi đi làm rồi, em đi làm rồi con ai coi. Những cái quan điểm người ta gia trưởng là như vậy. Còn ngược lại, chị nói thẳng luôn, cái chàng trai mà đã 5 triệu mà đã ở nhà là đã không có chí cầu tiến rồi. Cái người vợ đó là cái người vợ đã nắm quyền rồi. Mà người vợ nắm quyền thì nó quay lại trường hợp giống như chị đúng không? Chứ 5 triệu giờ sao sống? Cuộc đời nó là như vậy, có rất nhiều luôn. Và khi mình không có chọn được cái người phù hợp thì ở vậy gọi là ế. Đấy, ế. Mình may mắn lắm mình mới gặp được một cái người cùng quan điểm để cùng yêu thương chăm sóc. Rồi, ý của Cường thì như thế nào? Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Theo quan điểm như lại chị nói á, thì em thấy là ảnh chỉ đi làm về xong rồi ảnh quăng cho vợ một cục tiền đó, còn tất cả các công việc ở trong gia đình là vợ là người làm hết. Cuộc sống như vậy á, thì đồng ý là có thể thời gian đầu á, thì mọi thứ nó sẽ bình thường, nhưng mà về lâu về dài á, thì trong cuộc sống gia đình nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Tức là không phải là ăn kiếm tiền nhiều là có thể là gia đình nó sẽ êm ấm hoặc là nó được lâu dài. Còn mà bên vế của cái anh chàng mà làm lương 5 triệu một tháng mà biết phụ giúp chăm lo cho gia đình này kia, thì đồng ý là có thể là cuộc sống vật chất nó không được đầy đủ. Vợ là người kiểu người cầm cán, là người gọi là người đưa ra quyết định chính ấy. Có thể là anh chồng thì anh phải kiểu hạ thấp mình chút, nhưng mà em nghĩ là ở bên vế này thì cuộc hôn nhân, nếu mà nói về cuộc sống gia đình ấy, thì nó sẽ bền lâu hơn lại với lại cái anh mà bên 50 triệu. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu.
cuộc sống nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi mình nghĩ vậy nhưng mà trên thực tế nó không có giống như vậy. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ riêng của các bạn. À, tôi cũng mong muốn có chàng trai nào hơi chịu khó, chịu lép vế với tôi chút xíu thôi. Trời ơi, là sống chung với nhau là hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mình kiếm cái người ở đâu mà vừa đẹp trai, vừa thành đạt, vừa có tiền, vừa yêu thương mình nữa. Ở đâu ra? Không có đâu. Thế thì nãy giờ cũng lắng nghe nhau hết trơn rồi. Giờ chị Tường muốn các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau một chút xíu nè. Em cũng muốn đặt câu hỏi cho bạn, hai bạn luôn ạ. Em ở Lâm Đồng thì chẳng hạn, ví dụ hai bạn ở, một bạn ở Sài Gòn với một bạn ở ngoài Hà Nội á, thì ví dụ như là hai bên mà đến được với nhau á, thì hai bạn có chấp nhận là ví dụ mình về Lâm Đồng làm dâu? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì em cũng muốn hỏi lại bạn nè, ví dụ như là nhà gái có đủ điều kiện để mời bạn nam sống chung với gia đình vợ luôn thì bạn nam suy nghĩ như thế nào? Ở chỗ gia đình vợ thì đủ điều kiện để cho mình lập nghiệp luôn á. Cái đó thì theo anh nghĩ thì nó tùy thôi. Ví dụ như gia đình anh hiện tại thì nói chung là điều kiện cũng khá là đầy đủ, cũng không thiếu gì hết. Và gia đình bên đó cũng điều kiện cũng đầy đủ, không thiếu gì hết. Thì kiểu hai bên mà đến được với nhau hoặc là muốn tiến xa hơn á, thì chắc lúc đó sẽ thảo luận lại. Mình có thể thảo luận đưa ra một cái phương án mà hợp lý nhất. Thì nếu như là hai người yêu nhau thì nói chung sẽ tìm ra cách để mình có thể ổn thỏa hai bên. Cái đó là, nhưng mà trước mắt thì hai người phải yêu nhau đã. Thôi được rồi, nhiêu đó là để hiểu cái suy nghĩ cũng như là cái quan niệm sống của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cái gì cho nó vui vẻ lên một xíu nè. Đó, để mà chúng ta bắt đầu đi đến cái phần quyết định chọn lựa. Bây giờ mình có quà tặng dành cho nhau đi. Chi? Em có thể hát tặng. Nền như mùa tô không phải từ sát nhớ hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mình bao tiết luôn trái tim và ta nhặt lại từng cây phần dưới. Em vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã mất dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Cây em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi qua mỗi tình. Dạ em xin hết ạ. Còn Quỳnh ơi, Quỳnh tặng một món quà gì cho chương trình đi nè. Thật ra thì em không có năng khiếu về mấy khoản này lắm, chi hát hay quá. Và chắc là em cũng sẽ tặng mọi người một đoạn nhỏ thôi trong bài hát mà em yêu thích. Okay. Thì bài hát này cũng nói okay. một cái kiểu như là mỗi người đàn ông mà em sẽ chọn ấy, kiểu người em thích trong bài Like My Father của Jack. I need a man who patient and kind, get out of the car and hold the door. We wanna dancing in living room light, waiting a sunny for mango. Always someone who make me feel young. I need a man who loves me long. My father loves my mom. Wow, dễ thương. Rồi, giờ hai bạn trai tôi đơ hình rồi phải không? Hai bạn nữ cũng rất là tuyệt vời ạ. Hát bạn nào hát cũng hay hết ạ. Bạn nào cũng xinh hết. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phòng 3 của chương trình với tên gọi là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ có biểu tượng trái tim màu xanh, trái tim màu đỏ và cái biểu tượng mặt cười. Sau 5 giây các bạn đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mình muốn hẹn hò đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Nếu như các bạn cảm thấy là hôm nay chưa tìm được một tiếng nói chung với ai đó hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Đó là quyền của các bạn. Bây giờ Tường muốn kiểm tra lại là các bạn đã có đủ 3 cái biểu tượng này trước mặt mình chưa? Dạ rồi chị. Đúng rồi ạ. Ok.
Em có đủ rồi chị. Các bạn sẽ nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của chị Tường thì các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Xin mời cả 4 bạn nhắm mắt lại. 1 2 Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và đưa ra sự quyết định cho đúng đắn. 4 Không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy, nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc. Và 5 Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Xin mời biểu tượng của cả 4 bạn. Cười, còn bên đây mặt cười luôn hả? Ôi trời ơi, sao ngày hôm nay các bạn cười nhiều vậy? Chỉ có bạn Quốc Khánh là đưa trái tim màu đỏ mà thôi. Như vậy có nghĩa là ba bạn còn lại chưa có cảm thấy rung động hoặc là chưa có cảm thấy tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai ở trong chương trình hết. Lan Chi, tại sao mà em không chọn được chàng trai nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, như là em đã chia sẻ ngay từ đầu là em không thích yêu xa, em nghĩ là mình làm bạn sẽ tốt hơn. Nhưng mà em mai mốt hết dịch thì em cũng lên thành phố mà, thì sao em không chọn anh Quốc Khánh? Bạn Quốc Khánh thì bạn cũng rất là tốt, nhưng mà về cái quan điểm thì nó không có đồng điệu với em lắm, nên là em chưa có cảm xúc cho lắm, nên là em không chọn. Em là một cô gái rất là thẳng thắn và rất là mạnh mẽ. Còn Quỳnh thì sao? Hồi nãy giờ ai cũng là khen em hết trơn á, mà chị tưởng nó thể nào em cũng sẽ chọn được một trong hai anh, sao cuối cùng em cũng không chọn anh nào vậy Quỳnh? Với em thì khoảng cách hay là độ tuổi thì nó cũng không hẳn là một lý do quan trọng ấy, mà quan trọng là thời điểm hiện tại em không cảm nhận được cái sự muốn tìm hiểu của hai bạn ấy đến với em ấy. Em quyết định là cười với cả hai bạn thôi ạ. Thế còn Khánh ơi, khi mà Khánh đưa trái tim ra, chọn Khánh là người duy nhất đưa trái tim màu đỏ, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng không có được kết đôi với nhau, thì không biết là Khánh suy nghĩ như thế nào? Thực ra là trong hai bạn thì nói chung là kiểu gì thì em cũng sẽ chọn một trong hai bạn, là tại vì em cũng không có khái niệm là có cái mặt cười nữa. Thì em thấy bạn áo đỏ thì được hơn thì em chọn bạn áo đỏ thôi. Thế còn Cường là như thế nào Cường? Em có suy nghĩ gì trong lúc này? Hai bạn nữ thì bạn nào cũng đều tốt hết ạ. Nhưng mà em nghĩ khoảng cách nó hơi xa, cho nên là em cũng hơi ngại cái chuyện đó một chút ạ. Tường cũng rất là tiếc, ngày hôm nay Tường cũng cố gắng hết sức. Tại vì nhìn cái giao diện bên ngoài thì các bạn đều là trẻ, năng động, đều xinh đẹp như nhau hết. Nhưng mà chỉ một ít thời gian không đủ để chúng ta hiểu được và cảm nhận được nhau. Cũng xin chúc cho 4 bạn sẽ tìm được cái duyên của mình, sớm tìm được một nửa yêu thương nha. Kính thưa quý vị, anh theo dõi chương trình, có một chút tiếc nuối trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Nhưng mà